Xin chào thầy và các bạn, em tên là Vũ Ánh Tuyết, học lớp IC K43. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề công suất tu sĩ. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu xem công suất tu sĩ là gì. Thì công suất tu sĩ là làm những hành động công khai khiến cho người xung quanh thấy xấu hổ, ngại ngùng. Đây được xem là một tội danh trong pháp luật trước đây. Ví dụ, vén quần đi tiểu, phơi bày chỗ kín ở nơi công cộng, quan hệ sinh lý với nhau để người qua đường trông thấy, hoặc là rờ rẫm, ôm bóp thô tục thân thể của một phụ nữ đều được xem là phạm tội công suất tu sĩ. Có 3 yếu tố cấu thành tội công suất tu sĩ, bao gồm có sự kiện vật chất, mang tính công khai và ý định phạm tội. Nhưng có sự kiện vật chất có nghĩa là phải có một cử chỉ, cử động, bộ tịch chạm đến thuần phong mỹ tục khiến cho người khác xấu hổ, sượng sùng, e thẹn khi trông thấy. Thứ hai, mang tính công khai có nghĩa là những hành vi của bị cáo được thực hiện tại nơi có người qua lại hoặc có thể trông thấy bởi người thứ ba. Những người trông thấy phải là do tình cờ trông thấy và hoàn ngoài ý muốn của họ thì việc xâm phạm thuần phong mỹ tục mới có tính công khai và bị trừng trị. Ý định phạm tội, tức là hành động mà đương sự thực hiện là cố ý để người khác thấy và mắc cỡ, hay đương sự thực hiện những hành vi tục tiểu đó mà không có ý cẩn thận đề phòng người khác trông thấy. Với câu hỏi hành động xe đầu vú có phải là công suất tu sĩ hay không, thì theo em, tùy theo ngữ cảnh và mục đích của hành động mà chúng ta nhận xét. Ví dụ, nếu hành động này được làm bởi các sản phụ chờ sanh ở khoa sản bệnh viện, thì nó có mục đích chính đáng là để kích thích chuyển dạ, nên không được xem là công suất tu sĩ. Còn nếu hành động này được thực hiện ở nơi công cộng, chỉ nhằm thỏa mãn khoái cảm của bản thân, khiến cho người xung quanh bắt gặp và thấy xấu hổ, ngượng ngùng, thì được xem là công suất tu sĩ. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.